Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình tiếp theo của Doris TV. Chúc các bạn một tốt lành. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách tạo một video Việt Smith như thế này. Về trên chiếc điện thoại của các bạn. Ok. Đầu tiên thì các bạn hãy vào ứng dụng KineMaster cho mình nhé. Ok, đây là phần bên trong của ứng dụng KineMaster. Các bạn click cho mình phần dấu góc. Để open lên YouTube thì các bạn chọn độ phân giải là 16:9. Để open lên TikTok thì 9:16. Để open lên Facebook thì các bạn chọn cho mình là 1:1 nhé. Các bạn click vào 1:1. Chọn cho mình đa phương tiện. Chọn cho mình phần nền. Mình sẽ chọn nền đen nhé. Ok, bây giờ các bạn hãy kéo khoảng thời gian mà các bạn muốn. Để mua cho các bạn thôi nên mình sẽ chọn khoảng thời gian ngắn thôi nhé. Ok, mình sẽ chọn là 1 phút. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn cho mình phần lớp. Chọn cho mình phần đào phương tiện, click phần ô vuông, chọn cho mình phần ô vuông và phần màu hình tròn bên cạnh là chọn màu. Các bạn muốn chọn màu nào thì các bạn hãy chọn, mình thì mình sẽ chọn màu đỏ nhé. Ok, và hình tròn chấm trắng ở dưới là trang kích cỡ của bút chì. Các bạn muốn chọn kích thước bút chì to thì các bạn hãy chọn hình to. Ở đây thì mình sẽ chọn kích thước vừa phải. Thì khi các bạn vẽ hình vuông thì hình vuông sẽ rất là đẹp. Ok, bây giờ các bạn hãy đưa tay của các bạn lên góc màn hình, các bạn kéo một đường. Ok, nó sẽ thành một hình vuông. Khi các bạn thấy cân rồi thì các bạn hãy bấm ok. Tiếp theo thì các bạn hãy kéo góc phần hình vuông dài bằng nền đen mà các bạn đã chọn. Rồi, ok. Khi các bạn đã thấy ok rồi thì các bạn hãy xuất cái đoạn video này ra cho mình. Các bạn click vào phần video, chọn vào mình phần chia sẻ. Và các bạn chọn cho mình độ phân giải. Ở đây mình sẽ chọn độ phân giải 360p thôi nhé, để cho nó nhẹ. Và 30 khung hình trên giây. Ok, các bạn bấm xuất video. Ok, vậy là đã xuất xong. Các bạn xuất xong video thì các bạn hãy thoát ra cho mình. Các bạn thoát hẳn ra. Tiếp tục bấm vào phần dấu cộng cho mình. Chọn cho mình độ phân giải 1:1. Chọn cho mình phần phương tiện. Chọn cho mình phần nền đêm tiếp nhé. Ok. Tiếp tục các bạn kéo phần nền đêm dài với khoảng thời gian mà các bạn muốn. Ok, mình sẽ tiếp tục chọn khoảng thời gian là hơn 1 phút. Tiếp tục thì các bạn hãy ấn cho mình phần lớp. Cho mình phương tiện. Và các bạn chọn cái phần video mà các bạn vừa xuất ra hồi nãy, chính là phần video viền đỏ. Các bạn chọn vào phần phân chia. Chọn full. Ok. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn cho mình phần ngôi nhà, cho mình phần phố ảnh là hình trái tim á. Các bạn sẽ tải một số hiệu ứng ở đây nhé. Các bạn kéo xuống. Ở đây thì mình sẽ tải một số hiệu ứng để tạo cái viền lazy cho video của mình. Ok, mình sẽ chọn sao sáng. Cái hướng này thì mình đã tải rồi rồi. Các bạn nào chưa cài đặt thì các bạn hãy cài đặt nhé. Khi mà các bạn đã cài đặt rồi thì các bạn hãy thoát ra cho mình. Cho mình phần lớp. Cho mình phần phổ ảnh. Click vào phần sao sáng. Và các bạn hãy chọn một số sao sáng ở đây nhé.
Ok, mình sẽ chọn hình cuối cùng đi. Bạn click vào. Tiếp theo thì các bạn hãy kéo cái phần sao sáng này vào sát góc màn hình. Ok, tiếp tục như vậy các bạn xóa đúp. Cứ tiếp tục như vậy các bạn cứ chèn hết ở bốn góc của viền đó này nhá. Ok, sao đúp. Các bạn cứ tiếp tục như vậy khi hoàn thành hết bốn góc là được nhá. Và ok. Và tiếp theo thì các bạn hãy kéo những phần sao sáng này dài ra một đoạn. Các bạn cứ kéo dài ra. Còn phần cắt sửa thì mình sẽ cắt sửa cho nhé. Ok, cứ kéo dài ra. Ok. Khi các bạn đã kéo dài ra rồi thì các bạn hãy chọn cho mình phần video viền đỏ. Các bạn click vào phần phím Chroma. Bạn ấn mở cho phép. Bạn mở cho phép cho mình. Ok. Và tiếp theo thì các bạn hãy ấn vào phần 3 chấm chọn cho mình là chuyển lên trên cùng nhé. Ok, vậy là các đoạn video viền đỏ của chúng ta bây giờ đã chuyển thành một viền laser rất là đẹp. Và tiếp tục như vậy thì các bạn chỉ việc chèn tấm ảnh mà các bạn muốn và các đoạn video có viền laser này là được nhá. Ok. Tiếp theo thì các bạn hãy ấn vào phần lớp cho mình. Cho mình phương tiện. Ở đây thì mình sẽ demo cho các bạn nên mình sẽ chọn một số tấm ảnh ở đây nhá. Ok, để mình chọn một số tấm ảnh ở đây. Ok, mình sẽ chọn tấm này đi. Tiếp theo các bạn chọn cho mình phần phân chia. Các bạn chọn phun cho mình. Tiếp theo các bạn kéo tấm ảnh dài ra một đoạn. Ok. Và tiếp theo thì các bạn chọn cho mình phần blending. Các bạn click vào và chọn cho mình phần screen. Ok. Vậy là cái viền laser của mình thể hiện lên phần trên rồi nhá. Ok, giờ mình sẽ chỉnh cho tấm ảnh của mình cân lên. Ok, như vậy là tương đối rồi đấy. Ok, cơ bản thì mình đã hoàn thiện được video để tấm ảnh của chúng ta nhảy theo nhịp nhạc như video về Smith ở trên Facebook thì các bạn hãy ấn vào tấm ảnh cho mình và cho mình phần 3 chấm và sao đúc cho mình nhé. Và tiếp theo các bạn là chọn tấm ảnh thứ hai cho mình. Bây giờ các bạn hãy đưa hai ngón tay của chúng ta kéo rộng ra một chút thôi. Bạn kéo ra. Ok. Để tấm ảnh nhạc theo nhịp nhạc thì các bạn chọn vào tấm ảnh đầu tiên. Các bạn chọn cho mình hoạt ảnh tổng thể. Các bạn chọn lấp lánh cho mình. Ok, mình sẽ cho các bạn xem thử nhé. Để cho video thêm hay và hấp dẫn hơn thì mình sẽ chọn thêm một số hiệu ứng tuyết rơi nhé. Các bạn click phần lớp cho mình, chọn vào mình phần phương tiện. Các bạn chọn cho mình phần hiệu ứng tuyết rơi. Ok. Bạn chọn vào phần phân chia, chọn cho mình full. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình phần blending. Tiếp tục screen. Ok. Mình sẽ cho các bạn xem thử nhé. Ok. Bây giờ thì video chúng ta đã thấy hay hơn và hấp dẫn hơn rồi đấy. Và bước tiếp theo thì các bạn chỉ việc chèn nhạc và có đoạn video này là xong nhé.
Ok, bây giờ các bạn hãy chọn cho mình vào phần âm thanh. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn một số bài nhạc mà các bạn thích để trên vào phần video. Mình thì mình hay nghe nhạc của Lê Bảo Bình và bài hát mới của anh ấy vừa mới ra. Chính là bài nhạc Thích Thì Đến. Mình rất thích nghe bài này. Ok, mình sẽ chọn bài Thích Thì Đến của Lê Bảo Bình nhé. Các bạn bấm dấu cộng để chèn vào cái đoạn video. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ cho bấm chạy thử. Bài nhạc rất là hay. Ok, và bước cuối cùng thì các bạn hãy cắt bỏ những phần thừa của đoạn video mà các bạn đang chỉnh sửa. Các bạn chỉ việc cắt bỏ những phần thừa thải đi là ok nhé. Đó, những phần thừa thải của đoạn video. Và cắt bỏ đi. Để tải được hiệu ứng tiết rơi về máy thì các bạn hãy xem video chia sẻ cách tải video trên YouTube và trong bộ sưu tập nhé. Nếu các bạn muốn tham khảo thì các bạn ấn nút chú ý bên góc màn hình. Ok, bây giờ các bạn hãy cắt bỏ những phần thừa của đoạn video này nhé, để cho hoàn thiện video. Ok, cắt bỏ những phần thừa đi. Vừa là hoàn thiện video rồi nhé. Và bước tiếp theo thì các bạn hãy xuất video ra cho mình. Các bạn ấn vào phần video, chọn cho mình phần chia sẻ. Ở đây mình sẽ xuất video ra ở độ phân giải là 540p thôi nhé. Để cho rõ nét thì các bạn có thể chọn Full HD 720 và 30 khung hình trên giây. Mình sẽ chọn độ phân giải thấp thôi để xuất video nhanh hơn. Ok, giờ chúng ta chỉ việc chờ xuất video là ok nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like, share và một subscribe. Đừng quên bấm vào chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất từ kênh của Doris TV. Chúc bạn thành công. Yeah.